Vụ án 5 người anh trai truy lùng kẻ ác gây chấn động cả Trung Quốc. Bạn nghĩ rằng tình cảm anh em có thể chân thành và sâu nặng đến mức nào? Trong khi đầy nhà anh em ra tay tàn độc lẫn nhau chỉ để tranh giành miếng đất, thì với 5 ông anh trai nhỏ Đại ở Quý Châu Trung Quốc lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người em út ra đi tức tưởi trên dốc núi khi đang chạy xe ôm, để lại 3 đứa con thơ dại. 5 người anh trai đã quỳ trước mặt mẹ mình mà thề rằng không bắt được hung thủ, không bao giờ bỏ cuộc. Họ đã đi qua 9 tỉnh, 100 thành phố của Trung Quốc, ăn đói mặc rét với quyết tâm tìm ra thủ phạm sát hại đứa em trai bé bỏng của mình. Và trời không phụ lòng người, kẻ thủ ác đã bị họ bắt được. Nhưng mà đây là một hành trình phá án nghẹt thở, thậm chí là đã được dựng thành 2 bộ phim nổi tiếng và đã giành được giải của Liên hoan phim Venice. Tuy nhiên là có một tình tiết khiến ai cũng phải tức giận của phía cảnh sát. Đó là chi tiết gì? Liệu rằng cảnh sát Trung Quốc có vô dụng như vậy hay không? Và 5 anh em nhà họ Đại đã làm gì kẻ thủ ác ngay sau khi bắt được? Kính mời các bạn cùng tra án sự ra đi tức tưởi của đứa em út. Quay ngược thời gian thì Đại Thiên Vân, 31 tuổi, là con út trong gia đình 6 anh em trai ở thôn Thạch Đầu Trại, Quý Châu, Trung Quốc. 5 anh trai đều rời làng đi làm ăn xa, chỉ còn Đại Thiên Vân sống ở quê, xây dựng gia đình riêng và chăm sóc cho mẹ già. Vân thì làm nghề nông, chạy xe ôm chở khách, lúc rảnh rỗi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2007, Vân đi chở khách mãi mà không thấy về. Sáng ngày hôm sau, người anh thứ 5 tên là Đại Thành Quân nhận được cuộc gọi từ mẹ hỏi tung tích của người em trai. Thấy bất an vì không thể nào liên lạc được với Vân, Quân báo tin cho các anh. Chẳng bao lâu thì Quân nghe tin một người đàn ông đã bị xuống tay sát hại ở gần thác nước của thị trấn Đầu Thành. 5 người anh hoảng hốt chạy đến hiện trường và phát hiện nạn nhân chính là em trai ruột của mình. Nhân chứng là cô bé chăn gia súc, nói là thấy chiếc xe máy chạy xuống từ đường núi. Người đàn ông ngồi sau đợi xe dừng thì bất ngờ rút dao mổ lợn xuống tay với tài xế, rồi đẩy người này ngã xuống đất và lái xe rời đi. Và khi mọi người lên tới nơi, nạn nhân là Vân đã tử vong. Nhà họ Đại có 6 anh em, anh cả Đại Thành Học, 60 tuổi, anh hai Thành Cử, 55 tuổi, Thành Phú, 45 tuổi, Thành Văn, 43 tuổi, Thành Quân, 41 tuổi và Thiên Vân thì đứng thứ 6, 31 tuổi. Bởi tuổi tác chênh lệch nhiều, các anh rất là chăm sóc em trai út, Vân. Trong khi cảnh sát lập hồ sơ điều tra, 5 anh em cũng quyết định tự điều tra theo cách riêng của mình. Họ tìm kiếm khắp các tiệm sửa xe máy nhưng mà không hề thấy manh mối về chiếc xe của Vân. Trong suốt quá trình, họ giúp cảnh sát phá một vụ trộm xe máy nữa. Tại một cửa hàng xe máy, họ được biết vào ngày xảy ra án mạng, một nam thanh niên đến cửa hàng mua xe với biểu hiện đầy khác thường, giống như từ trên núi xuống vậy. Họ nghi ngờ đây chính là hung thủ. Hung thủ lộ diện. Theo phân tích thì một số vùng ở huyện Thủy Thành có lượng người qua lại khá phức tạp, vì vậy họ mới đến khu vực này dò la kỹ càng. Vào ngày 18 sau án mạng, ở Mục Gia Trại, họ tình cờ phát hiện ra một dấu vết bánh xe máy. Người anh trai Quân mở tiệm sửa xe, lốp xe của Vân do chính anh thay, nên linh cảm là vệt bánh xe này chính là của em mình. Họ lần theo đến cửa nhà Lục Phượng Nhân thì dấu xe mới biến mất. Để ngăn nghi phạm chạy trốn, tối hôm đó họ gọi thêm 2 anh em khác đến canh gác 2 lối ra đường cao tốc ở Mục Gia Trại. Chịu mưa gió rét buốt suốt cả một đêm, sáng ngày hôm sau, 4 anh em cải trang thành lái buôn lợn vào trong thôn tìm kiếm. Họ mới thấy chiếc xe máy của Vân trong sân nhà Nhân và lén báo cho cảnh sát. Nhưng mà khi cảnh sát đến khám nhà thì tên Nhân đã bỏ trốn. Cảnh sát tìm thấy cờ lê, tua vít và các vật dụng khác trên xe của nạn nhân Vân tại nhà của tên Nhân này. Đồng thời tìm thấy một con dao mổ lợn và một bộ quần áo màu trắng dính đầy máu. Cảnh sát nhanh chóng xác định tên Nhân là nghi phạm chính trong vụ sát hại. Chưa kịp vui mừng vì tìm ra hung thủ sau nhiều nỗ lực, anh em nhà họ Đại chán nản vì mãi không có tung tích của kẻ sát nhân. Họ mới quyết định tham gia truy lùng cùng cảnh sát. Theo phân công thì anh cả và anh hai tuổi đã cao nên ở nhà huy động người thân bạn bè tìm kiếm. Anh Tư hỗ trợ kinh phí và tìm kiếm quanh khu vực. Anh Ba và anh Năm thì chịu trách nhiệm truy tìm bên ngoài. Từ cơ quan công an, họ biết được tên Nhân chuyên chặn đường cướp xe đã từng bị kết án 8 năm tù giam về tội cướp tài sản. Cái vụ sát hại xảy ra khi hắn mới ra tù không lâu. Với bức ảnh của nghi phạm do công an cung cấp, họ bắt đầu cuộc điều tra theo kiểu quăng lưới. Phá án nghẹt thở.
Người anh thứ ba là Thành Phú, lần lượt đến Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và Sơn Tây. Anh năm Thành Quân thì đến hơn 20 huyện thành, gồm Bàn Châu, Nạp Ung, Kiềm Tây, Tất Tiết, Kim Sa, vân vân ở trong tỉnh Quý Châu. Hai người thân thiết khác giúp đỡ tìm kiếm ở Chiết Giang, Giang Tô, Vân Nam, Liêu Ninh và các tỉnh khác nữa. Tổng cộng là bọn họ đã đến 9 tỉnh, hơn 100 huyện và thành phố, vượt qua hàng nghìn dặm đường, với phương tiện di chuyển chính thì là xe máy. Những cái nơi họ tra xét hầu hết là khu khai thác mỏ, sườn gạch ở những vùng núi hẻo lánh. Và theo phân tích, hung thủ chắc chắn không dám bén mảng đến các thành phố lớn, những nơi xa xôi này có thể dễ dàng lẩn trốn mà không cần có giấy tờ tùy thân. Ở sườn gạch và hầm mỏ, họ giả vờ đến xin việc rồi tìm cách xem bảng phân công công nhân. Nếu mà không thấy thông tin cần tìm, họ sẽ từ chối với lý do lương thấp và việc nặng quá và rồi tìm ở nơi tiếp theo. Ngoài cái việc tự mình truy tìm, họ còn vận dụng tai mắt ở các cửa hàng, quán ăn ở gần công trường, hứa thưởng 10.000 nhân dân tệ nếu mà cung cấp được manh mối chính xác. Trong suốt hơn một năm dòng như vậy, năm anh em nhà họ Đại đã bỏ dở công việc, toàn tâm toàn ý truy đuổi tội phạm, đồng thời chịu áp lực kinh tế rất là lớn. Để tiết kiệm thì họ thường ăn bánh bao, thậm chí là ngủ ngoài trời. Nhưng mà áp lực tinh thần lại còn lớn hơn nữa. Khi gặp nhau, các anh em chỉ thảo luận và trao đổi về việc tìm kiếm hung thủ. Nếu mà cái chuyện này không kết thúc, chúng ta không thể sống một cuộc sống bình thường được, người anh thứ ba Đại Thành Phú đã nói. Trời xanh thì không phụ lòng người. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2008, người anh Thành Phú này mới chạy đến Liễu Châu, Quảng Tây sau khi nhận được điện thoại từ một người dân nói là có công nhân xưởng gạch, trông rất giống tên Nhân. Phú xin vào làm ở xưởng gạch và thấy nghi phạm đeo một cặp kính râm, điều hiếm thấy trong các công nhân. Phú tìm cơ hội lần la bắt chuyện, hỏi thăm lương lậu. Từ khẩu âm và ngoại hình, anh xác định đối phương chính là kẻ thủ ác. Kìm nén kích động, Phú vội vàng chạy trở về Quý Châu ngay trong đêm, rồi lại lái xe đưa những người khác đến Liễu Châu. Trả giá. Đến nơi vào đúng 1 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2008, dưới sự chỉ dẫn của người báo tin, Phú lặng lẽ đến phòng của Nhân. Nghe thấy tiếng động, tên Nhân mới bật dậy. Người anh cả là Quân lập tức bật đèn pin dọi vào mắt hắn và rồi hét lên: "Mày đã bị bắt rồi." Nhân nghe vậy ngã quỵu xuống giường, tưởng rằng anh em nhà họ Đại thì là cảnh sát. Bắt được Nhân, họ lập tức giao hắn cho cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, Nhân khai nhận động cơ giết người là cướp tài sản. Sau khi ra tù, hắn đã làm việc ở hầm mỏ trong vài tháng và mua một chiếc xe máy, nhưng mà không có tiền để làm giấy phép. Hôm đó thì hắn tình cờ gặp người em út là Vân, mới dụ anh đến một ngọn núi hẻo lánh để đánh lén từ phía sau và cướp đi xe máy. Nhân thú nhận là có hai điều không thể nào ngờ tới. Một là sau khi gây án, hắn tưởng sẽ có nhiều xe cảnh sát đậu ngay trước cửa nhà. Không ngờ lại là các anh và hàng xóm của nạn nhân cầm dao mổ lợn đứng canh ở cửa. Hai là khi bị bắt ở Liễu Châu, Nhân tưởng rằng cảnh sát đến, nhưng mà không ngờ lại bị chính các anh trai ruột của nạn nhân đến bắt. Thủ phạm Nhân bị kết án tội cố ý sát hại, cướp tài sản và tuyên án tử hình. Tình thương gây tranh cãi. Hành trình truy lùng kẻ sát hại em trai của người năm người anh đầy tình thương đã gây xôn xao dư luận cả Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tờ Bắc Kinh News về suốt hơn một năm trời lan lộn khắp trốn, anh trai tên Quân thì nói: "Tôi là nông dân, không sợ khổ. Con người không chết vì khổ, nhưng mà có thể chết vì oan. Tôi không được học nhiều nhưng biết rõ đạo lý, giết người thì phải đền mạng." Người anh thứ năm cho biết khi em trai bị sát hại, có nhiều lời đồn rằng Vân đắc tội người khác nên mất mạng. "Bây giờ chúng tôi đã chứng minh được em trai tôi không có tội tình gì cả," Quân nói. Tuy vậy là hành động của họ cũng gây tranh cãi về mặt pháp lý. Điền Nho Hoa, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an huyện Thủy Thành, giải thích rằng việc truy lùng nghi phạm là nhiệm vụ của cảnh sát. Người dân chỉ có thể cung cấp manh mối và hỗ trợ cảnh sát mà thôi. Ông Điền này thì nói: "Sau khi tìm ra manh mối ở Liễu Châu, họ không báo cho chúng tôi, cũng không tìm cảnh sát địa phương. Anh em họ tình cảm sâu đậm, nhờ xuống tay luôn với nghi phạm hay xảy ra chuyện gì bất chắc thì phải làm sao. Hành động bắt giữ nghi phạm của họ như thế thì là không đúng quy định của pháp luật." Vào năm 2012, câu chuyện của họ thậm chí đã được phim điện ảnh Nhân Sơn Nhân Hải do Thái Thượng Quân làm đạo diễn ra mắt khán giả Trung Quốc. Nội dung phim thì được cải biên từ chính câu chuyện về 6 anh em nhà họ Đại.
Nhân Sơn Nhân Hải giành được giải bạc Liên hoan phim Three Continental Festival tại Pháp và giúp Thái Thượng Quân giành giải gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Venice lần thứ 68 năm 2011. Và một thông tin thú vị hơn nữa thì chính bộ phim điện ảnh Truy Hùng Giả Dã ra mắt vào năm 2016 thì cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện của 6 anh em nhà này. Và nếu mà mọi vụ án bí ẩn luôn kích thích bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Vụ án tỷ phú trang hoa Nhật Bản và cô vợ siêu mẫu đang hiện ra ở màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nhé bạn ơi.